Xin chào anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Muốn Bánh. Hôm nay về được một cặp Innova E màu trắng luôn nha anh chị. Chiếc 85 là 2019, còn chiếc bên đây 2020. Hiện tại tụi em cũng sắp về một chiếc 2020 bản Venture nha anh chị. Anh chị nào cần tìm số tự động thì tụi em cũng có một chiếc, tổng cộng là 3 chiếc Innova. Rồi, trước tiên là giới thiệu chiếc 2020 nè anh chị ha. Xe này biển số Sài Gòn, đi chỉ mới 49.000 km thôi. Sơn si là còn rất mới anh chị. Vỏ cũng còn dày lắm, bốn vỏ còn rất dày luôn. Tất cả xe tụi em bán ra đều cam kết cho anh chị không lỗi, không đại tu động cơ hộp số, động cơ hộp số luôn nguyên bản anh chị ha, không ngập nước. Rồi, chi tiết tôi vào anh chị nè, 49.000 nè, vô lăng nè, cần số còn rất mới luôn. Xe đã được lên là ghế da, ụt trần, dán phim, lót sàn. Đây, xe sử dụng 2020. Xe này thì tụi em còn vệ sinh lại nha anh chị, nó có một vài chỗ bị chày. Thì hôm nay em quay xe mộc lên cho anh chị tham khảo trước nha. Nó có một vài chỗ bị chày, tụi em sẽ cho sơn tỉa lại. Đây, lòng bè còn rất mới nè chị. Có cái camera hành trình luôn nha, quay trước sau luôn. Quay sơ cái gầm nè, ở gầm chưa vệ sinh nó hơi bụi, bánh xe cô chưa hạ luôn chị ha. Xe này là khách hàng chỉ đi gia đình, không kinh doanh dịch vụ nha anh chị. Xe này hiện tại tụi em đang chào bán với mức giá 599 triệu. Nó có vài vết chày ở cản nè, tụi em sẽ cho xử lý lại, vệ sinh lại tổng thể một lần luôn. 2020 nếu mà anh chị mua góp thì đưa trước xe này khoảng 250 anh chị ha. Táp lô rồi táp ly còn rất đẹp nè anh chị. Qua tiếp cái xe bên đây đi. Chiếc đây là 2019. Xe này hiện tại tụi em đang chào bán giá 549 triệu. Con này biển tỉnh, phù hợp với anh chị ở tỉnh hơn. Anh chị nào ở thành phố thì tham khảo thử cái xe này. Vô lăng cần số còn rất mới nè anh chị. Đó. Hiện tại Innova cũng đang rất là hiếm hàng nha anh chị. Xe mới hầu như là cái số lượng xe nó không có nhiều. Xe này cũng lên nhiều đồ chơi nè. Camera lùi, dán phim, viền che mưa, ốp máy tay nắm cửa này. Rồi màn hình Android luôn. Đăng kiểm còn dài nha anh chị. Rồi, anh chị nào đang tìm Innova số sàn thì tham khảo thứ hai mẫu xe này ha. Rồi, tất cả cái xe bên em bán ra đều cam kết cho anh chị xe đúng chất lượng, không lỗi, keo chỉ máy móc là nguyên bản. Rồi, anh chị nào đang cần tìm Innova về chạy gia đình hoặc là chị dịch vụ kiếm thêm thì lựa chọn hai chiếc này ha. Trong cái phân khúc tầm 600 triệu, Innova là nếu mà xét về đi gia đình hoặc kinh doanh là vô đối rồi anh chị. Rồi, em xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.